thì người ta mua có trang trại nuôi những cái nhà của người ta cũ. Hay là bác cho người ta đấy. Anh không cho, nhưng mà cái tường đá những cái nhà cũ của người ta vẫn còn đây. Đấy, anh có vào đây chặn xe cũ ấy, anh gửi cô, anh gửi với cô ấy. Anh tới qua bảo là chú vào trong này, bây giờ cho anh em vào trong này lấy, anh gửi tôi cái cưa trong này lấy món chú nữa. Ừ, anh thấy anh là người cắt chưa làm cho cô ấy, cháu cứ báo thẳng là như thế. Em Ừ. không phải báo đấy Thì trách cứ bảo thẳng là anh lập anh làm cho tạo điều kiện đấy, anh là người cắt đấy, đấy. Còn giả anh lại cái cưa đấy là cái cưa của anh còn ấy. em là cưa Bây giờ gặp ai là lấy được lại cưa, em chị em có tưởng làm chú hôm gì qua chỉ đạo đây, tưởng chú hôm qua chỉ đạo trên đấy. Rồi rồi, thế giờ cái cưa của anh để trong ấy, thấy bảo là quân của chúng chỉ đạo.